Vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức đấu giá 89.500 tấn đường thuộc hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2017. Trong 28 doanh nghiệp gửi hồ sơ tham gia đấu giá, có 15 doanh nghiệp đã trúng thầu bao gồm 3 doanh nghiệp nhập khẩu đường thô và 12 doanh nghiệp nhập khẩu đường tinh luyện. Trong thời gian nhận hồ sơ tham gia, hội đồng đấu giá đã nhận được 28 hồ sơ từ các doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu, trong đó có 5 hồ sơ đăng ký nhập khẩu đường thô và 28 hồ sơ đăng ký nhập khẩu đường tinh luyện toàn bộ hồ sơ gửi tham dự đều được xác định là hợp lệ. Đối với mặt hàng đường thô, sau quá trình làm việc công khai và minh bạch, khẩn trương, nghiêm túc, trong xét duyệt phiếu đăng ký của 5 doanh nghiệp tham gia đấu giá quyền sử dụng kim ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường thô, Hội đồng đấu giá đã chọn ra 3 doanh nghiệp trúng thầu với mức giá đưa ra bằng nhau là 2 triệu 500 nghìn đồng một tấn. Đối với mặt hàng đường tinh luyện, hạn ngạch được đưa ra tại phiên đấu giá là 45.500 tấn. Theo phiếu đăng ký của doanh nghiệp gửi, hội đồng đấu giá đã chọn ra 12 doanh nghiệp trúng thầu. Mức giá cao nhất trúng thầu là 4 triệu 550 000 đồng một tấn. Mức giá thấp nhất trúng thầu là 1 triệu 820 000 đồng một tấn. Với phương thức tổ chức công khai, minh bạch, công bằng, Bộ Công Thương đã phân bổ xong toàn bộ hạn ngạch nhập khẩu đường cho các doanh nghiệp trong năm 2017.